Đây là phòng khách, nơi đón tiếp các thượng đế. Có cầu thang máy không nhá? Đi lên tham quan vào. Hiện tại đi vào hoạt động là sẽ có 6 phòng các bác nhé. Các cái cấu hình, âm thanh và ánh sáng. Bên em chỉ làm một ánh sáng không thôi. Ok. Cái này còn một con nó bị lỗi, đang chờ để đổi lại. Bên sau, đằng sau video thì sẽ luôn có những cái video em quay demo. Ok. Đây là vòng thứ hai của tầng 2. Một con nhện 9 mắt. Hầu hết cái nhà này đều chỉ dùng 60W và nhện 9 mắt này thôi. Không có cái gì hơn cả. Phòng này chỉ có 4 chiếc. Đây là tầng 2. Đây lên tầng 3. Hệ thống đèn ở đây thì cái phòng này thì có 8 con moving và 2 con nhện. Phía xa xa kia là đầu để chọn hiệu ứng các cái cảnh tích hợp bọn em đã cài sẵn vào đấy thôi. Thì người dùng hoặc nhân viên ở bên quán ấy sẽ ấn để điều chỉnh các cái hiệu ứng bolero, DJ hay là dịu dàng, những cái hiệu ứng tích hợp sẵn ở trên cái đầu cảm đấy. Ok. Hiện tại thì chưa có demo nhá. Bởi vì cái này nó đang là chạy tự chạy, cảm biến theo nhạc. Phòng bên này thì cũng 4 moving 60W và một đèn điện 9 mắt. Ok. Và tầng trên cùng. Đây là cái cầu thang thoát hiểm. Ok chào anh. Đây là phòng hoàng gia. Phòng hoàng gia này thì số lượng đèn nhiều hơn. 12 con moving 60W, 4 con nhện 9 mắt có laser. Và sau đây là bản demo của nó. Mời các bác đón xem.
cái màu của chị sao lại nó lại lên có cái vẻ như là ấy lắm nhỉ, nhờ kỳ không mà lạ thế nhỉ. Để cho tí nhạc lên cho nó ấy. Ui, cho tí. Dạ. Ừ, cho giặc nó nhìn thấy. Ừ, luôn. Toàn vật đấy. Này này, xin. Ôi, anh nhớ đâu rồi? Anh bắt rồi. Đi. Anh đi.